Hello nhá, xin chào toàn thể các bạn nhá. Thì hôm nay mình làm cái clip ngắn này là để giới thiệu đến các bạn chiếc camera mới mình mới nhập về được. Đó chính là chiếc camera S200. Đây, đây chính là dòng sản phẩm mới không dây nhá. Đó, đây. Nó chỉ có như này thôi là các bạn có thể sử dụng được nhá. Đấy. Rất là nhiều các bạn đang quan tâm đến sản phẩm này. Thì hôm nay nó là sản phẩm mới, thì hôm nay mình mới làm được cái clip. Thì các bạn nào đang có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn hãy điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 094 226 2345, hoặc là các bạn truy cập vào website cameraquaytrộm.net của bên mình nhá. Đây, các bạn có thể vào website này để xem nhá. Website cameraquaytrộm.net nhá. Trên website này thì mình có đầy đủ tất cả sản phẩm. Website cameraquaytrộm.net mình để bên dưới phần mô tả luôn nhá. Đây. Đây thì mình sẽ có rất nhiều sản phẩm liên quan đến thiết bị định vị nghe lén này. Hoặc là các thiết bị ghi âm này. Camera đây, định vị nghe lén các loại đây. Camera mini, camera siêu nhỏ các loại và kèm cả giá luôn, đầy đủ thông số kỹ thuật luôn nhá. Đây các loại định vị đây. Đây các loại máy ghi âm đây. Rất là nhiều, đây các loại dò định vị nghe lén đây. Đấy, thì ở trên này thì sẽ có đầy đủ thông số để cho các bạn xem và tham khảo nhé. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái chiếc camera S200 này. Đó, đây nhá. Sử dụng nó, một bộ phụ kiện nó gồm một cái cam như này này. Một cục sạc pin dự phòng kèm theo này. Ở trong này nó sẽ có dây sạc này. Đấy, dây sạc và sách hướng dẫn nhá. Ok, bỏ ra cho nó rộng. Cái này thì sạc dự phòng này nó kèm theo để khi các bạn nào mà đang quay mà nhớ nó hết pin ấy thì các bạn cắm sạc dự phòng vào để sử dụng tiếp cái cam này luôn. Đấy, để sử dụng nó thì trước tiên các bạn phải có một cái điện thoại smartphone nhá. Smartphone các bạn tải cho mình ứng dụng là Lookcam về nhá. Đây, Lookcam đây. Lookcam nhá, app Lookcam nhá. Đây. Lookcam. Đó, sau đó các bạn bật cái máy này lên này. Đấy, bật lên thì ở dưới nó sẽ sáng cái đèn nhá. Bên này nó sẽ khe các thẻ nhớ, nút reset, chân sạc. Đấy, công tắc bật mở đây. Mắc cam dây dù nha, gặp thoải mái nha. Cái loại này thì Full HD xem được trực tiếp hình ảnh từ xa qua điện thoại nha. Đấy, khi các bạn đã tải được Lookcam vào rồi thì các bạn bật máy lên rồi này. Đấy, sau đó vào phần cài đặt của điện thoại. Sau đó vào phần Wi-Fi. Đấy, nó sẽ phát ra một cái wifi là F này. Và chữ F vào đầu tiên cho vài cái số. Các bạn chọn vào đó. Cái này thì kết nối được, xem được từ xa có 3G, 4G nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đó. Sau đó các bạn vào Lookcam là xem. Sử dụng rất đơn giản nhá. Các bạn chỉ cần bật cái cam này lên, sau đó chọn wifi của nó, sau đó vào Lookcam là xem nhá. Đây. Nó sẽ có. Nó hiện online, các bạn ấn vào xem thôi là được. Đây. Lét chưa? Đây mình sẽ xoay ngang màn hình cho các bạn xem. Các bạn nhìn hình ảnh nhè ok chưa? Đây là xoay màn hình máy tính nhá. Đó. Cực kỳ lét luôn nhá, đấy. Xoay chữ cực kỳ lét luôn và có thể zoom được nhá, đây. Các bạn có thể zoom to zoom nhỏ đây. Zoom to zoom nhỏ luôn. Đó, zoom to zoom nhỏ. Đấy, không dây. Rất là hay. Và nó thu được cả tiếng luôn nhá. Đấy, thu tiếng này. Thu tiếng các bạn ấn ở đây nhá. Bật lên này. Alo, alo. Alo, alo. Đấy, hoặc là nó có thể ghi âm này, chụp ảnh này, quay video lưu trực tiếp vào bộ nhớ của điện thoại luôn này. Đó. Chất lượng này thì không ai có thể chê được rồi. Được chưa? Cực lét luôn. Đấy, các bạn nhìn ở màn hình máy tính và màn hình điện thoại không khác gì nhau luôn nhé. Đấy, đây là chất lượng hình ảnh của cái S200 này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối để xem được từ xa qua 3G, 4G nhé. Ví dụ các bạn để ở nhà mà các bạn đi đâu các bạn cũng có thể xem được nhé. Thì các bạn có thể ấn vào bánh răng cài đặt này. Sau đó các bạn chọn vào device setting cho mình nhé. Sau đó các bạn nhìn dòng wifi setting này, chọn vào nó. Đó, thì sau đó các bạn chọn cái wifi ở nhà các bạn và nhập mật khẩu vào. Đấy.
Đây, phải nhập cái wifi, mật khẩu wifi ở nhà mình phải nhập đúng vào nhá, thì nó mới kết nối được nhá. Ok. Đó, đợi nó reset. Đợi nó reset lên là các bạn có thể xem được. Đây, bây giờ vào phần cài đặt của điện thoại. Thì cái wifi F2034 này nó sẽ mất đi và nó nhảy lên là wifi của nhà mình. Bây giờ các bạn bật cái 3G, 4G lên là sử dụng được nhá. Đây, tí nữa mình sẽ bật 3G, 4G lên cho các bạn xem luôn. Lúc cam này. Nó sẽ có một cái là F2034 nha. Đây là các cái wifi mình để ở cửa hàng của mình. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ hiển thị ra một cái wifi mã là F2034 của cái cam này. Thì các bạn kết nối vào là được. Xóa các cái này đi. Sử dụng rất đơn giản và dễ sử dụng nha. Mình sẽ xóa bớt mấy cái này đi. Đây là các cam mình test cho khách thôi. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ hiển thị một cái dòng wifi online mã F2034. Khoảng 1 phút các bạn nhé. Thì nó sẽ hiển thị một cái cam online là các bạn có thể xem được. Đợi một chút thôi ạ. Các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu cái cam này thì hãy liên hệ trực tiếp Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Đợi một chút cho nó hiện online là mình xem. Đây các bạn này, nó hiển thị một cái F2034 rồi này, ấn vào xem online. Cái này nó hơi lâu, mất khoảng 2 phút. Đây ạ. Đây đang xem bằng wifi, tí mình sẽ tắt wifi đi để xem bằng 3G và 4G của điện thoại luôn nhé. Đấy, nó hiện online là xem được. Wifi hơi kém, mình chọn độ phân giải là thấp đi cho các bạn xem. Đấy, wifi này kết nối hơi kém rồi. Mình sẽ tắt wifi đi này và xem bằng 4G. Trong này không có sóng, nó chỉ lên 3G thôi. Nói chung là xem là từ xa có 3G, 4G. Trong này mạng nó hơi kém thôi. Còn khi các bạn sử dụng, các bạn mua về sử dụng thì mạng nó căng thì sẽ cực kỳ căng luôn. Load rất nhanh. Đấy, lên 4G rồi đấy, lên 4G là online luôn này. Chỉ cần nó hiện online lên là các bạn xem thôi. Đây là đang xem bằng 3G, 4G nhé. Các bạn đợi một chút cho nó connect. Cái cam này nó mới về lên, nó cập nhật nó hơi chậm một chút, nó mất khoảng 2 phút thôi. Nên khi các bạn sử dụng thì các bạn cố đợi một chút nha. Còn nó sử dụng phần mềm mới, trước là các cái phần mềm cũ là không xem được từ xa có 3G, 4G đâu. Các loại mới này mới xem được thôi ạ. Đây,
F2034 đây các bạn nhìn này. Cập nhật hơi chậm một chút thôi. Đây ạ, đây là đang xem bằng 3G, 4G nhá, đây. Ok chưa ạ? Mạng nó hơi kém một chút thôi. Đấy, đây là mạng 3G cũng kém. Còn khi các bạn sử dụng nhá, thì các bạn đăng ký cái gói mạng tốc độ cao ấy thì sử dụng rất là ok đây các bạn nhìn này. Vẫn rất là lét nha. Đó. Nói chung là mình đây là mình test cho các bạn là để cho các bạn biết là nó có thể xem được từ xa có 3G, 4G, tại vì rất nhiều bạn mua các cái hàng mà nó sử dụng cái server cũ là không xem được từ xa có 3G, 4G, nó chỉ lưu vào thẻ nhớ thôi. Còn cái loại này của mình là nó xem được từ xa có 3G và 4G nhá. Đó. Rất ok, rất là nhỏ gọn, không dây. Như này thôi. Khi mà sử dụng thì cần giấu hết cái này đi, thói này ra là quay được nhá. Đó. Thì các bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp điện thoại hoặc Zalo số điện thoại 094-226-2345. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube đang phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi các bạn mua hàng nhá. Và có thể tham khảo thêm tất cả sản phẩm bên mình tại website camera quay trộm.net nhá. Trong này thì có rất nhiều sản phẩm máy nghe lén này, máy định vị nghe lén ghi âm, có hết nhá. Ok, xin chào các bạn.